Julie xin kính chào quý vị khán giả của Việt TV Canada. Xin mời quý vị theo dõi phần tin Canada ngày thứ 6, 24 tháng 2 có những tin đáng chú ý sau. Khảo sát mới về tuổi thọ của con người Theo kết quả một cuộc khảo cứu của các nhà khoa học gia ở xứ Anh, thì những người Canadian trong tương lai có thể sống đến trên 80 tuổi. Bản khảo cứu cho là vào năm 2030, tuổi thọ trung bình của một người đàn ông ở Canada là 84 tuổi, trong khi tuổi thọ của những người phụ nữ Canada sẽ lên đến 87 tuổi. Vào năm 2030, những người Nam Hàn là những người sẽ sống thọ nhất trên thế giới, với những tin đoán là những người phụ nữ Nam Hàn sẽ sống đến 91 tuổi, trong khi những người đàn ông xứ này sẽ sống đến 84 tuổi. Những người đàn ông ở Canada, Thụy Sĩ, Úc Đại Lợi đã đứng đồng hạng nhất về tuổi thọ với những người nam hàng là 84 tuổi. Giáo sư Maji Azati của trường Imperial College ở London là trưởng nhóm khảo cứu đã tìm cách tiên đoán tuổi thọ của cư dân trong 35 quốc gia tiên tiến trên thế giới. Theo bác sĩ Joe Manu của Viện Khảo Cứu Bệnh viện Ottawa, thì sự gia tăng tuổi thọ của những người sống trong các quốc gia tiên tiến đã hết sức ngoạn mục. Các nhà khảo cứu cũng cho rằng sự gia tăng tuổi thọ của con người đã nhờ vào những yếu tố như là những tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Việc chăm sóc sức khỏe tốt cho các chương trình bảo hiểm y tế, người ta biết giữ gìn sức khỏe hơn cũng như nhờ vào những thay đổi trong cách ăn uống. Trường hợp của cụ ông Alan Rohrer ở Toronto là một trường hợp điển hình của tuổi thọ gia tăng ở Canada. Cụ Rodo, năm nay 93 tuổi vẫn hàng ngày đi tập yoga cùng với những người trẻ tuổi hơn ở phòng tập thể dục Toronto. Theo cụ Rudo, thì việc cụ sống lâu và sống khỏe là nhờ vào việc luyện tập thể dục và có những hoạt động xã hội với những người xung quanh. Những hoạt động xã hội có thể là khiêu vũ, hát hò, đi nghỉ hè cùng với những người bạn và chơi những trò chơi có ích. Nhiều chuyên gia xã hội cũng cho rằng thời gian đẹp nhất cho một người có thể từ 60 tuổi trở lên nếu người này không bệnh tật, vì lúc đó con cái đã lớn đã ở riêng, những người này không phải lo lắng về con cái, về vấn đề tài chính và sức khỏe trong những quốc gia có bảo hiểm sức khỏe đại chúng và có tiền hưu và tiền già như ở Canada và Úc đại lợi và thời gian đó thật là một thời gian tốt cho những người này. khách bộ hành bằng rộn với điện thoại cầm tay bị xe lửa cán chết. Theo kết quả của cuộc điều tra của Sở Cảnh sát thành phố Calgary phổ biến hôm thứ Tư ngày 22 tháng 2, thì nguyên nhân gây ra cái chết của một bộ hành bị xe lửa c train đụng chết ở thành phố Calgary hôm thứ Hai đầu tuần là vì nạn nhân đã bận rộn với điện thoại cầm trên tay và headphones nên không trong và không nghe thấy tiếng xe lửa chạy đến. Nạn nhân là một người đàn ông 30 tuổi bị xe lửa C-Train đụng chết ở bến xe Whitehorn LRT vào lúc 8 giờ tối hôm thứ Hai. Theo trung sĩ Colin Forster, thì sau những cuộc điều tra, thì cái chết của người đàn ông này là một tai nạn chứ không phải là một vụ tự tử, tử. Quán cà phê đảo của cộng đồng người Nam Dương ở thành phố Vancouver theo bản tin của Vancouver Sun, phổ biến vào hôm thứ tư ngày 22 tháng 2 thì một quán cà phê mới mở ở thành phố có tên là Nusa do bà Lia Wanjong, một người gốc Nam Dương Indonesia làm chủ. Quán cà phê Nusa tuy mới mở và chỉ rộng có 37 mét vuông nhưng đã thu hút rất đông khách mà đa phần là những khách hàng người gốc Nam Dương Tên của quán cà phê Nusa theo nghĩa tiếng Nam Dương là một cái đảo, gợi cho những người Nam Dương xa xứ về quê hương của họ. Nam Dương là một xứ bao gồm nhiều quần đảo lớn nhỏ với 260 triệu dân, đứng hàng thứ tư trên thế giới về số lượng dân chúng. Có khoảng gần 15.000 người Nam Dương đang sinh sống ở Canada mà trong số này có đến 5.000 người sống ở tỉnh bang BC theo bà chủ quán qua dân thì quán cà phê đảo là một hình ảnh của quê hương của bà và cũng là nơi để uống những loại cà phê đặc sản của nam dương những loại cà phê bán trong tiệm nusa được nhập cảng trực tiếp từ những vườn trồng cà phê ở nam dương của gia đình bà bà qua cho biết là 5% số lợi nhuận bà thu được sẽ gửi về cho thân nhân là những người trồng cà phê bà qua dân cũng nói thêm là bà muốn giúp đỡ những chủ vườn cà phê Nam Dương với 17.000 đảo lớn nhỏ là xứ trồng nhiều loại cà phê nhất đã xuất cảng cà phê trên 54 quốc gia. Tỉnh bang British Columbia cắt giảm tiền lời cho những sinh viên nợ tiền mượn đi học. Trong ngày 22 tháng 2, chính quyền tỉnh bang BC vừa công bố bản ngân sách mới. Trong bản ngân sách này thì chính quyền tỉnh bang cho cắt giảm lãi suất tính trên số tiền nợ cho sinh viên. Bắt đầu từ mùa hè năm nay, tiền lời mà các sinh viên ở tỉnh bang BC mượn tiền student loans sẽ giảm một nửa. Các tổ chức ủng hộ việc tài trợ cho sinh viên ở tỉnh bang BC đã hoan nghênh và cho đây là một bước đầu trong những chương trình giúp đỡ sinh viên học đại học. Mức lãi suất mà chính quyền tỉnh bang BC tính trên số tiền nợ sinh viên hiện nay là mức lãi suất chính premium rate sẽ giảm xuống bắt đầu từ mùa hè năm nay là prime rate mà thôi, không cộng thêm 2,5% nữa. Mức Bright Rate hiện nay là 2,5% và có thể gia tăng trong những ngày sắp tới. Số tiền nợ trung bình của một sinh viên học xong 4 năm đại học ở tỉnh bang BC hiện nay là 30.000 đô la. Với làn sóng người tị nạn gia tăng, trường học cần thêm những giáo viên dạy tiếng Anh. Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ Tư ngày 22 tháng 2, thì Hội đồng Giáo dục thành phố Winnipeg đã lên tiếng cho biết là cơ quan này không có đủ giáo viên dạy tiếng Anh vì số lượng học sinh tị nạn gia tăng quá đông. Theo Hội đồng Giáo dục thành phố Winnipeg cho biết, thì số học sinh ghi danh vào các trường học gia tăng gấp 3 lần mà đa số là con cái của những gia đình người tị nạn Syria mới đến. Phần lớn những gia đình tị nạn Syria đến thành phố Winnipeg đều có rất nhiều con, với số học sinh gia tăng, các trường học trong thành phố Winnipeg cần thêm rất nhiều giáo viên, nhất là những giáo viên dạy tiếng Anh. Trong năm nay, số học sinh người tị nạn Syria ở thành phố Winnipeg đã lên tới gần 200 học trò. Thêm một ngày có nhiệt độ lên đến mức kỷ lục. Nhiệt độ trong ngày thứ tư ngày 22 tháng 2 ở thành phố Hamilton tỉnh bang Ontario đã lên mức kỷ lục. Vào lúc 4 giờ chiều hôm thứ Tư ngày 22 tháng 2, nhiệt độ ở phi trường Hamilton đã lên đến mức 14 độ C, một kỷ lục mới. Kỷ lục nhiệt độ cao vào ngày 22 tháng 2 trước đây diễn ra vào ngày 22 tháng 2 năm 1997, khi nhiệt độ ở phi trường Hamilton lên đến mức 11,7 độ C. Các tiên đoán thời tiết cho biết là nhiệt độ ở vùng Nam tỉnh bang Ontario trong những ngày sắp tới sẽ còn tăng cao hơn nữa và tạo thêm nhiều kỷ lục mới. Nhiệt độ trong ngày thứ Năm, ngày 23 tháng 2 ở thành phố Toronto lên đến 15 độ C. Có lẽ mùa đông năm nay đã qua và những tiên đoán của những con đại thử năm nay là đúng về mùa xuân sẽ đến sớm. Một người Canadian bị cướp tấn công ở Thái Lan theo bản tin của Bangkok Post, phổ biến hôm thứ Tư ngày 22 tháng 2, thì một người đàn ông Canada đã bị cướp tấn công tại thành phố Bangkok trong tuần qua. Theo bản tin được công bố, thì ông Philip Sullivan, 68 tuổi, một kỹ sư công tránh ở thành phố Punabi, tỉnh bang BC, đã bị hai tên cướp dùng mã thấu tấn công khi chúng tính cướp nữ trang của một cô bạn đi cùng với ông này tại thành phố Bangkok trong thứ Tư tuần trước. Ông Sullivan và cô bạn, một cư dân ở thành phố Bangkok, đã rời một nhà hàng ở thành phố Chu Phong trong đêm thứ tư thì bị hai tên cướp xông vào và một tên tính cướp dây chuyền vàng của cô bạn. Ông Sullivan xông vào giải cứu thì bị một tên cướp dùng mà tấu chém vào tay và cổ. Sau đó chúng tạo thoát mà không lấy được dây chuyền vàng. Ông Sullivan đã được đưa đến bệnh viện băng bó và cảnh sát dựa trên những hình ảnh máy ghi hình an ninh gần đó đã bắt được hai tên cướp này. Dịch bệnh quay bị diễn ra ở thành phố Toronto. Theo bản tin công bố hôm thứ tư ngày 22 tháng 2 thì các viên chức y tế thành phố Toronto đã lên tiếng cảnh báo về một dịch bệnh quay bị đang diễn ra ở khu vực phía tây thành phố tính đến thứ tư thì đã có 14 bệnh nhân bị bệnh quai bị mà tuổi từ 18 đến 35. Các viên chức y tế thành phố cũng cho biết phần lớn những bệnh nhân bị bệnh quai bị là do đến quán rượu ở vùng phía tây thành phố. Tuy nhiên bản công bố cũng không ghi tên và ghi địa chỉ của các quán rượu này. Virus của bệnh quai bị có thể là nguyên nhân gây bệnh cho những người đến các quán rượu này. Theo khuyến cáo của cơ quan y tế thành phố, thì để tránh không bị lây bệnh, người ta nên tránh việc uống chung một ly hay ăn chung gấp chung những món ăn và nhất là tránh việc hôn nhau, vì nước miếng là nguồn chứa virus từ những người bị bệnh. Những triệu chứng của bệnh quay bị là sưng hàm, sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau nhức các bắp thịt. Các biến chứng của bệnh quay bị có thể gây cho bệnh nhân bị bệnh viêm màng não. Kênh đào Rideau đóng cửa việc trượt băng trên sông Với thời tiết ấm áp, nhiệt độ trong những ngày qua đã lên đến trên 10 độ C, đã khiến băng đá bắt đầu tan. Nhiều tai nạn chết người đã diễn ra cho những người đi câu cá trên băng trong những ngày trước. Trong hôm thứ Tư ngày 22 tháng 2, các viên chức đặc trách về kênh đào Rideau ở thành phố Ottawa đã công bố việc trượt băng trên kênh đào. Như thế trong mùa đông năm nay, khách thượng ngoạn chỉ có thể trượt băng trên kênh đào này khoảng 25 ngày. Con kênh đào dài 7,8 cây số là nơi thu hút những người ham mê trượt băng. Họ có thể trượt băng từ kênh đào này từ nhà đến sở làm ở trung tâm thành phố. Các tiên đoán thời tiết cũng cho biết là nhiệt độ trong ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 ở thành phố Ottawa có thể lên đến 13 độ C. Đảng Tân Dân Chủ Liên bang chuẩn bị bầu thủ lãnh mới. Theo những tin tức vừa công bố, ngày 22 tháng 2, dân biểu tỉnh bang Ontario James Sy có thể sẽ ra ứng cử chức thủ lãnh Đảng Tân Dân Chủ Liên bang. Dân biểu tỉnh bang Ontario Sai, hiện nay là phó thủ lãnh Đảng NDP ở nghị viện tỉnh bang Ontario. Trên lĩnh vực liên bang, sau khi Đảng NDP thất bại trong cuộc tranh cử hạ viện vào tháng 10 năm 2016, nội các của Đảng NDP đã muốn một thủ lãnh mới thay thế cho ông đương kim thủ lãnh Thomas Mulcair, vì họ nghĩ là cần một người thủ lãnh mới cho những hy vọng thắng cử trong những cuộc bầu cử tương lai. Cuộc bầu cử thủ lãnh đảng NDP liên bang sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay và hiện nay vẫn chưa có một ứng viên nào chính thức ra tranh cử. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức Canada ngày thứ Sáu, 24 tháng 2. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới sau những thông tin của các nhà bảo trợ.